giỏi đây là kết hợp cả sơ đồ, cả biểu đồ, em thấy không? Và cả thí nghiệm. Đọc cái này nhá, nhưng mà những bạn không học hiểu bản chất là đọc mù tịt luôn. Bây giờ nha, mình sẽ xử lý này, đọc cái này căng đấy. Ở bước 3, nếu dung dịch iodide chuyển sang màu xanh tím, nghĩa là tinh bột tùy phân hết. Bước 3 này. 10 giây dùng ống hút lấy 1 2 giọt hỗn hợp. Cho đĩa sứ sẵn dung dịch iodide, quan sát để xác định thời gian tinh bột tùy phân hết. Thế thì iodide là để nhận ra thằng tinh bột, có nghĩa là nếu mà còn tinh bột thì nó sẽ chuyển thành màu tím. Đúng không? Đúng không? Iodide I2 sẽ chuyển sang màu xanh tím nếu mà còn tinh bột. Thế thì nếu mà I2 mà chuyển sang màu xanh tím thì tinh bột tùy phân hết là sai. Đúng không? Phải là còn tinh bột chứ. Đấy nhá. Theo số liệu thu được, phản ứng thủy phân tinh bột là pH bằng 9, đây pH bằng 9 đây. Diễn ra nhanh hơn pH bằng 8, pH bằng 8 đây. Đấy, các bạn quan sát ạ. Các bạn nhìn nhá, pH bằng 9 thì diễn ra trong 180 giây. pH bằng 8 thì diễn ra trong 100 giây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thế thì phải là pH bằng 8 diễn ra nhanh hơn pH bằng 9 chứ. 100 giây nhỏ 180 giây mà. Sai tiếp. Sai lè. Ý C. Từ các giá trị pH nghiên cứu hoặc tính xúc tác của enzyme amylase cao nhất tại pH bằng 7. Các bạn nhìn thấy không? Đây này, thời gian của thằng pH bằng 7 là ngắn nhất, các bạn nhìn thấy không? Có 60 giây. Nên chắc chắn hoạt tính xúc tác của enzyme này là cao nhất, tại vì enzyme hay là chất xúc tác thì nó có giúp được là tốc độ phản ứng nhanh hơn. Đúng không ạ? Đấy nhá. Vậy ta sẽ có là gì ạ? Ý C này là đúng. Từ kết quả thí nghiệm trên kết luận được hoạt tính xúc tác của enzyme amylase tăng khi pH tăng. Sai chưa? pH từ 5 đến 7 thì là hoạt tính xúc tác tăng, pH từ 7 đến 9 là hoạt tính xúc tác giảm à? Đúng không? pH từ 5 đến 7 thì em nhìn thời gian là từ 140 trở về còn 60 giây. Đúng không ạ? Thì hoạt tính tăng. Hoạt tính tăng. Nhưng mà pH từ 7 đến 9 thì từ 60 giây lên đến 180 giây thì hoạt tính nó lại giảm chứ. Hay chưa? Hay chưa? Vì vậy nên cái này sai tiếp. Vậy kết quả chúng ta là sai, sai, đúng, sai. Các em nhé.